Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách, đó là các bước để bảo mật cái Zalo của bạn để cho tránh người khác truy cập tài khoản. Như các bạn đã biết thì Zalo là một ứng dụng cũng không kém gì Facebook, ứng dụng trên xã hội, trên mạng xã hội thì được rất nhiều người dùng để trao đổi công việc. Chính vì vậy thì có thể có rất nhiều các bạn sợ rằng các bạn bị người khác đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình để lấy các thông tin cá nhân. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn một số bước để bảo mật Zalo của mình hơn nhé. Rồi bắt đầu video nào. Rồi như các bạn cũng đã biết thì Zalo nó sẽ khác với Facebook một chút. Đó là chỉ cho các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản và một cái thiết bị. Đó. Không như Facebook thì Facebook nó sẽ cho chúng ta đăng nhập vào nhiều thiết bị cùng một lúc. Đó, để kiểm tra cái thiết bị của bạn có bị đăng nhập vào một số thiết bị khác không thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn chọn từ thêm này. Đó. Đó, sau các bạn chọn phần bánh răng này, phần cài đặt đấy. Rồi, sau các bạn chọn vào đây. Tài khoản và bảo mật này. Rồi, và các bạn chọn phần danh sách đăng nhập PC web nếu mà các bạn có cái thiết bị nào đăng nhập thì các bạn sẽ đăng xuất ra. Đó, đây là mình đang có một cái thiết bị ở trên PC này, mình sẽ đăng xuất nhé. Nếu các bạn có nó sẽ tương tự đấy. Rồi, đó, cái thiết bị ngay lập tức cái thiết bị trên PC nó sẽ được đăng xuất. Rồi ok. Còn một cái cách thứ hai đó là các bạn khi mà các bạn cho người khác mượn máy đấy, các bạn không muốn người đó truy cập vào Zalo của mình thì các bạn có thể làm theo bước tiếp theo như mình nhé. Đó, các bạn cũng chọn vào thông tin tài khoản và bảo mật nhé. Đó, các bạn kích vào. Rồi, đó, các bạn chọn nhìn cái phần bên dưới này, phần bảo mật Zalo nhé. Các bạn chọn phần bảo mật Zalo cho mình. Đó, và các bạn nó hiện ra là đặt mã khóa nhé. Các bạn kích sang, bật lên đó. Thì các bạn sẽ chọn, mình sẽ chọn là 1234 nhé, cho nó dễ. 234 rồi. Đó, xác nhận lại lần nữa. Đó, rồi. Mở Zalo bằng tôn rồi, ok, có đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ thoát cái ứng dụng Zalo này ra nhé. Và mình sẽ vào lại, thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu mật khẩu này. Đó. Đấy. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu mật khẩu hoặc là dùng vân tay. Đây, mình sẽ 1234 này vào. Đó. Thì những người mà các bạn không muốn cho dùng Zalo hoặc là khi mượn máy em không muốn Zalo của mình mà bảo mật thì các bạn làm như thế nhá. Rồi, mình giới thiệu các bạn một cái cách thứ ba. Đó là các bạn ví dụ như trong trường hợp mà các bạn cho ai mượn máy để chơi game hoặc làm gì chẳng hạn, hoặc là trao đổi thông tin gì, thì các bạn không muốn người đó xem cái tin nhắn của mình hoặc là tin nhắn bảo mật của ai đó, mình trao đổi với ai đó, thì các bạn làm như sau nhé. Đó, ví dụ như đây mình sẽ không muốn, đây ví dụ mình sẽ không muốn cho người đó đọc cái tin nhắn của người bạn mình như này. Đấy, đây mình đang thao tác ở trên iOS nhé. iOS thì các bạn chỉ cần gạt sang tay trái thôi, các bạn nhìn chữ ẩn. Còn đối với những ai mà dùng hệ điều hành Android, các bạn chỉ cần nhấn giữ khoảng 2 giây thì nó sẽ hiện ra như thế này thôi. Đó, nhấn giữ 2 giây nó cũng sẽ như này. Các bạn nhìn thấy chữ ẩn nhé, các bạn chọn vào chữ ẩn cho mình nhé. Đó, và nó cũng tương tự như cái phần bảo mật khi các bạn đăng nhập. Ở phần này thì các bạn đặt mã pin cho cuộc trò chuyện này nhé, tức là mật khẩu đấy, các bạn chọn vào. Rồi, mình cũng đặt là 1234 nhé. 1234, ok, xác nhận lại. Đó, rồi. Đây, nó đã thông báo là cài đặt thành công này, ok, đóng nhé. Đó, bây giờ mình, các bạn sẽ không thể tìm thấy cái cuộc trò chuyện của cái bạn mình vừa ẩn nữa. Nó, thay vì các bạn muốn tìm lại thì các bạn phải chọn vào cái thanh tìm kiếm này. Đó, các bạn gõ vào. Gõ vào cái tên muốn tìm lại nhé. Đấy, mình vừa ẩn cái anh này đi. Đó, mình chọn lại 1234. Rồi. Rồi, ngay lập tức cái cuộc trò chuyện này đã hiện ra. Đó, ngay lập tức cuộc trò chuyện đã hiện ra. Rồi, đấy thì vừa rồi mình sẽ đã hướng dẫn cho các bạn một số cái cách để bảo mật Zalo hơn khi các bạn sử dụng trong công việc, để các bạn yên tâm hơn sử dụng nhé. Đó, thì các bạn nhớ làm theo các bước thì mình vừa hướng dẫn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn có thể làm theo và cho mình một like và một đăng ký. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè được biết để mỗi người chúng ta tự biết cách để bảo mật Zalo của mình hơn nhé.
Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của mình nhé.